Chúc chào ông, xin chào cả nhà nha. Và hôm nay em xin được giới thiệu với cả nhà, thì vườn mai của em cũng còn được một cái lô cúc VIP gốc nhóm. Cúc VIP thì hay còn gọi là cúc tri kỷ nha cả nhà. Thì cái giống hoa này, cái hoa của nó rất là đẹp, và đặc biệt là nó cái độ phùng của nó rất là phùng luôn nha. Thì hôm nay em đã thấy một số cây nó ôm nụ rồi, cây nhỏ xíu mà ôm nụ luôn nha cả nhà. Đây cả nhà xem ha, đây ôm nụ như thế này đây, một số cây có nụ nha. Thì cái lô này đây nè, cây nhỏ xíu mà nó cũng ôm nụ rất là nhiều luôn á cả nhà. Thì cái lô này em bán với giá rất là rẻ và rất là tri ân khách hàng luôn, chỉ có 70 ngàn một cây thôi nha cả nhà. Ngay em thấy quấn rễ thì cũng có hình trái biến đây nè đó, rồi rễ nơm đó, rễ nơm như thế này ha, rồi đây, rồi rễ lò xo đó, rất là nhiều. Và cây của em thật sự rất là đẹp luôn nha, cái độ phát triển cây rất là khỏe luôn. Đây một số cây nó có nụ nha cả nhà, rễ thì đều được xử lý đế hết nha, cũng có một ít cây nó ôm nụ rồi. Thì cây cao tầm khoảng một hai gang tay của em là tầm khoảng 3.5 đến 4 tấc á. Cái này về lấy bo là ok luôn nha, lấy bo rất là ok luôn. Đây cây nó rất là cứng cỏi và rất là già luôn nè, nó mập, rất là mập luôn nha cả nhà. Đây rất là mập luôn. Thì cây này em bán chỉ có 70.000 cây thôi, trong thời gian tri ân khách hàng nha. Cái này của vườn nhà em, tại vì hết chỗ cũng em cũng quá trời chật chỗ rồi, cho nên là em giảm giá và tri ân cho khách hàng trong thời gian qua đã ủng hộ đến vườn mai của em nha. Thì cái cây này em bán với giá chỉ có 70.000 một cây, bao phí vận chuyển nếu mà lấy 3 cây nha. Rồi nếu mà mua 10 cây thì em sẽ tặng một luôn nha cả nhà. Xin mời cả nhà hãy vào xem ủng hộ cho vườn mai của Chiếc Chè Bông nha. Xin cảm ơn cả nhà.